Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 6 tháng 6, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ, liên quan đến việc tàu khảo sát Hải Dương 26 của Hải quân Trung Quốc khảo sát trái phép trong vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ Việt Nam, phía Việt Nam đã giao thiệp nhiều lần với phía Trung Quốc về vụ việc này. Bà Hằng nêu rõ, Việt Nam hết sức quan ngại, kiên quyết phản đối và yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt hoạt động khảo sát trái phép của tàu Hải Dương 26 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, được xác lập phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS 1982, và không tái diễn các hoạt động trái phép tương tự. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói thêm rằng, Việt Nam đã yêu cầu Trung Quốc không tái diễn những hoạt động trái phép tương tự, tôn trọng đầy đủ quyền chủ quyền tái phán của Việt Nam, tôn trọng luật pháp quốc tế, tuân thủ UNCLOS năm 1982 và tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC. Việt Nam cũng đề nghị Trung Quốc thực hiện nghiêm túc nhận thức của lãnh đạo cấp cao hai nước về kiểm soát, giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển và duy trì đà phát triển quan hệ song phương, đóng góp tích cực, trách nhiệm trong hòa bình, ổn định ở Biển Đông.